phát tiền từ thiện ở Gia Lai bị cộng đồng mạng chửi sấp mặt nói là ma quái phương nào. Xin kính chào quý vị hữu duyên đang nghe Học Phận Chữa Lành. Đây là hình ảnh cô gái xinh đẹp phát tiền từ thiện ở Gia Lai bị cộng đồng mạng chửi sấp mặt nói là ma quái phương nào. Trước tiên, quý vị Phật tử hãy cùng Học Phật Chữa Lành bình tâm suy ngẫm, phân biệt rõ đúng sai trước khi đánh giá tấm lòng chân thiện của người đã phát tâm từ thiện. Cư dân mạng tranh cãi về cô gái xinh đẹp. Gần đây mạng xã hội dậy sóng sau khi xuất hiện clip chị Minh Châu vượt hơn 1.000 km đến Gia Lai để đảnh lễ thầy Minh Tuệ. Dù không gặp được thầy, chị Minh Châu đã đến đảnh lễ tại cốc nhỏ nơi thầy Minh Tuệ từng ẩn tu 3 ngày trước đó. Sự việc này đã thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Chưa dừng lại ở đó, cô gái này còn sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để làm thiện nguyện, phát tận tay đến những người ở trại Phong Cùi bị hủy ở điểm nhóm xóm Cùi làng Lân 2. Cô gái tỏ ra vô cùng niềm nở, thậm chí vỗ vai, bắt tay, chào nói và lễ phép khi cúi đầu trao tiền cho những hoàn cảnh thương tâm. Tuy nhiên, sau khi cô gái vào nhà sư Minh Tuệ cũng chung biểu cảm thành tâm chụp cùng bố mẹ sư Minh Tuệ, nhiều người vẫn cho rằng cô gái đang bú phêm, thích nổi tiếng và làm màu. Sau khi clip và hình ảnh của chị Minh Châu được đăng tải, cộng đồng mạng đã có nhiều phản ứng tiêu cực. Nhiều người chỉ trích, chê bai, ganh ghét, đố kỵ và đặt ra chị một biệt danh hoa mỹ là ma quái phương nào. Ngay bên dưới bức ảnh có rất nhiều bình luận để lại. Nhờ đức hạnh của thầy mà yêu quái hiện hình lộ diện, và cũng là lúc nhiều tấm lòng Bồ Tát kịp thời giúp người nghèo, cảm ơn các mạnh thường quân. Có sự chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn thì quả là một điều tuyệt vời, xinh đẹp mà tâm tốt, ok, còn ý đồ thì bị phát hiện ngay. Về nơi tam bảo hãy buông xả chút ạ. Để mộc mạc như chính tâm mình, đừng tô son đánh phấn, đi guốc cao móng xanh móng đỏ, quay clip tự sướng giống như níu kéo khơi gợi phàm trần trước bậc chân tu. Góp ý nhỏ với nữ thí chủ. Tuy nhiên bên dưới cũng có những bình luận trái chiều bênh vực cô gái xinh đẹp đã đến đảnh lễ sư Minh Tuệ. Chị rất đẹp và có lòng tốt giúp những người nghèo trực tiếp chứ không cúng dường cho những người đã đủ. Cộng đồng mạng bảo là yêu quái phương nào thì cũng đừng buồn, chung quy họ cũng là người tốt lo lắng cho thầy thôi. Vì nhiều người tới nhà thầy quấy rầy không tu được, vậy chị cũng nên vui mới phải, vì trần gian này người xấu kẻ tốt lẫn lộn chị ạ. Cộng đồng mạng thiệt đúng là cái lưỡi không xương, nhiều đường lắt léo. Người ta tới thì nói sân si này nọ, người ta làm hành động đẹp đưa lên trên mây. Nên tạo cho mình một thói quen không phát ngôn khi chưa nắm rõ, nhất là khen chê về người khác thì càng nên giữ lời. A-di-đà Phật. Ý kiến khác cũng đồng tình cho rằng, hoan hỉ bỏ qua những người sân si đố kỵ đi, các bạn không làm được như người ta mới vậy. Cảm ơn tấm lòng bác ái giúp đỡ người khó khăn, vượt đường xa đến đảnh lễ thầy và làm từ thiện cho bà con nghèo là tốt mà. Không nên dùng lời lẽ cay nghiệt phê phán người khác như thế. Có thể thấy tấn công, truy cứu và hơn thua với phụ nữ dù là mục đích gì thì là hành động không đẹp đẽ. Đây là một quan điểm cần được xem xét một cách nghiêm túc. Việc chỉ trích một cá nhân, đặc biệt là phụ nữ, trên cơ sở hành động của họ là không công bằng và thiếu tôn trọng. Ta cũng phải khách quan đánh giá rằng những việc làm tốt đẹp mà chị Minh Châu hay bất kỳ ai đã làm cho con người, cuộc sống này và bản thân chúng ta chưa làm được thì nên công nhận, thầm biết ơn và nên cho họ một lời khen để khích lệ tinh thần và nghĩa cử cao đẹp ấy. Sự khích lệ này không chỉ giúp họ cảm thấy được tôn trọng mà còn thúc đẩy những hành động tích cực trong xã hội. Cân nhắc trước khi gieo nghiệp. Và không chỉ kênh YouTube Học Phật Chữa Lành thấy điều này mà rất nhiều Phật tử cũng đã để lại bình luận bênh vực cho rằng, trong đạo Phật lòng từ bi và sự bao dung là những giá trị cốt lõi. Thay vì chỉ trích và phán xét, chúng ta nên học cách nhìn nhận và đánh giá sự việc một cách công bằng và nhân ái hơn. Hãy tôn trọng và đánh giá cao những hành động thiện nguyện dù lớn hay nhỏ, và không để những định kiến và phán xét vô căn cứ làm ảnh hưởng đến lòng tốt của người khác. Đúng rồi, mình là con Phật tử theo tấm gương đạo từ bi, xả bỏ tham sân si, càng yêu thương kính trọng thầy thì nên học hỏi thầy nhiều tấm gương tốt đẹp. Làm sao nói chị ta những điều như vậy? Ai cũng có lòng thành kính hướng Phật bằng nhiều cách. Tất cả chúng ta nên vui vẻ hoan hỷ cho nhau, đừng phê phán chỉ trích nhau. Thầy biết không vui. A-di-đà Phật. Xinh đẹp không phải là khuyết điểm, nhất là có tâm tốt làm từ thiện. Hoan nghênh chị có thiện tâm, từ bi giúp đỡ người nghèo. Đây là đã thực hiện lời Phật dạy rồi. Nam mô A Di Đà Phật. Cứ phát tâm làm từ thiện cho người nghèo, nhận lấy phước báu về cho mình là tốt rồi. Phát nguyện thiện nhờ hình ảnh của thầy Minh Tuệ lại tốt hơn một bậc nữa, vì vừa tốt cho bản thân, vừa bồi thêm cho đạo hạnh của thầy dày hơn. Công đức vô lượng.
Còn bạn mắng cộng đồng mạng sân si cũng không nên, vì trong giai đoạn vừa rồi mọi người cũng làm quá lên nhiều quá, ai cũng vì tâm thiện của mình mong muốn sự phiền phức tới với thầy và gia đình, ít nhất để mọi người ngày nay được trông thấy thầy dù qua hình ảnh. Mọi người kính trọng thầy thì nên hoan hỉ, chứ mình thấy nhiều người nói kính trọng thầy mà sao cứ sân si ghen tị, nói xấu nhau là sao nhỉ? Mấy hôm trước có mấy chị từ ngoài Bắc vào đảnh lễ thầy, nhưng không gặp được thầy, các chị ấy đã vào nhà bố mẹ thầy đảnh lễ và được gia đình đón tiếp rất hoan hỉ. Và các chị ấy đã đem theo mấy trăm suất quà, vừa gạo vừa tiền mặt vào giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trong thôn của thầy. Nhưng nhiều người chưa hiểu chuyện cũng vào comment, sân si, nói xấu, thậm chí còn chửi họ nữa. Mong mọi người học tập thầy thì đừng sân si nữa nhé. Những ý kiến khác đứng ra phân tích và dành cho cô gái nhiều lời khen. Người đẹp lại có tấm lòng nhân hậu, một nghĩa cử cao đẹp. Em đã cúng dường đúng chỗ, em vừa xinh đẹp vừa có trái tim ấm áp bao la tình người. Chúc em luôn bình an và hạnh phúc nha. Công đức vô lượng, biết nhường nào, chẳng cần phải đến chùa to bái lạy, cúng dường làm gì ạ. Người phụ nữ xinh đẹp lại có tấm lòng nhân hậu, chúc em nhiều sức khỏe và luôn giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Người có tấm lòng biết chia sẻ là nhân dân nơi quê hương của thầy biết ơn rồi. Ai tu tâm người đó an lạc, sống không sai, không sợ thị phi. Cứ làm việc tốt là có tâm Phật rồi. Hãy ủng hộ việc làm tốt, đừng than sân hận, cũng là việc làm tốt. Bất kỳ ai có tấm lòng hướng Phật, biết giúp đỡ người yếu thế, là họ đã hơn những người chẳng biết giúp đỡ ai, chỉ cao bàn phím, nói như thánh, mà lòng dạ thì thấy thiệt hơn sân hận. Chúc mọi người sức khỏe, bình an, hướng thiện, tịnh tâm, hoan hỷ. Các bạn và mọi người, ai làm tốt là mình thấy rất tuyệt vời. Trước khi mình nói người ta, mình suy nghĩ mình đã làm được như vậy chưa, mà nói người ta là ma tăng. Mình cũng là con người, mà mình không tu mà mình còn sân si quá trời vậy bạn. Mong các bạn, những ai tốt ai xấu thì phải suy nghĩ cho kỹ và xét lại mình có được như người ta không nha các bạn. Việc cần làm là những Phật tử như chúng ta phải bảo vệ những con người thiện lương, có tâm thiện lành. Vì xung quanh cuộc sống hàng ngày của chúng ta luôn diễn ra sự bất công, oái oăm và chăm trở. Đang rất cần một cánh tay, sự lên tiếng của các bạn để góp thêm phần cho cuộc sống ngày càng tươi xanh, tốt đẹp hơn. Việc lên tiếng và hành động vì những điều tích cực là cần thiết để xây dựng một xã hội công bằng và nhân văn. Chúng ta hãy yêu, quý mến và trân trọng tất cả những tấm lòng Bồ Tát chia sẻ yêu thương, giúp đỡ và tình yêu thương cho đi. Việc thể hiện lòng biết ơn và tôn trọng những người đã và đang cống hiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn là những điều chúng ta nên làm. Mặc lời mọi người nói, cô gái xinh đẹp trong video vẫn đi thiện nguyện, gieo duyên lành để gặt được nhiều phước báu. Còn quý khán giả, quý Phật tử nên tôn trọng lẫn nhau, nhìn nhận và đánh giá sự việc một cách công bằng và không nên dễ dàng chỉ trích hay phán xét người khác. Một đảnh lễ xa bằng ba đảnh lễ gần. Một câu hỏi được đặt ra là vái lạy thầy có nghĩa gì khi thầy không ở đó? Thực tế, việc tôn kính và học theo hạnh của thầy không nhất thiết phải thực hiện tại nơi thầy từng ngồi. Thay vào đó, việc tu dưỡng tại nhà học theo hạnh của thầy mới là điều quan trọng. Người viết cho rằng việc đảnh lễ ở nhà và thực hành theo hạnh của thầy có giá trị nhiều hơn so với việc đến nơi thầy từng ngồi mà không thực sự hiểu và thực hành theo những gì thầy giảng dạy. Người viết cũng chia sẻ về việc mọi người có thể còn mê tín và chưa thực sự hiểu đúng ý nghĩa của việc tu hành. Thay vì chỉ đến đảnh lễ và chụp hình, chúng ta nên tinh tấn tu hành bằng cách giữ giới, niệm Phật, làm lành lánh dữ và giúp đỡ người khác. Sự giúp đỡ này không nhất thiết phải bằng tiền bạc, mà có thể bằng sức lao động hoặc lời nói tốt đẹp. Đây mới thực sự là tu hành theo đúng nghĩa. Tuy nhiên, chúng ta nên nhìn nhận hành động của cô gái với lòng hoan hỷ và chúc phúc. Việc cô ấy đến đảnh lễ tại nơi thầy từng ngồi là một hành động bình thường và đáng trân trọng. Theo thầy Minh Tuệ là học cách sống của thầy luôn luôn từ bi và không ghét bỏ một ai. Chúng ta nên áp dụng những giá trị này vào cuộc sống hàng ngày, không chỉ trong hành động mà cả trong suy nghĩ và cảm xúc. Việc sư Minh Tuệ xuất hiện đã thay đổi một số tư duy và thói quen của nhiều người khi học theo hạnh của sư thầy. Trước đây ăn đủ 3 bữa mỗi ngày, nhưng sau khi học theo thầy thì ăn 2 bữa hoặc 1 bữa. Điều này không chỉ giúp họ bớt tham ăn mà còn mang lại kết quả rõ rệt. Phật tử đến thăm và đảnh lễ chỗ thầy ngồi là một hành động bình thường trong đạo Phật. Đó là cách để thể hiện lòng kính trọng và học theo hạnh của thầy. Việc này không nên bị chỉ trích hay hiểu lầm, mà ngược lại, nên được khuyến khích và trân trọng. Việc thực hành theo những gì thầy giảng dạy và tu dưỡng bản thân mới thực sự mang lại giá trị bền vững. Đảnh lễ xa có thể bằng 3 đảnh lễ gần nếu chúng ta hiểu và thực hành đúng tinh thần của việc tu hành. Hãy cùng nhau tinh tấn tu hành, giữ giới, niệm Phật
và làm lành lánh dữ để cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Quý vị nghĩ như thế nào về sự việc cô gái xinh đẹp phát tiền từ thiện ở Gia Lai bị cộng đồng mạng chửi sấp mặt nói là ma quái phương nào này? Hãy để lại những lời cầu chúc an lạc nhất tới sư thầy Minh Tuệ ở phần bình luận. Còn bây giờ, hãy hành nguyện theo con đường tu hành, theo chánh pháp của Đức Phật. Hãy tỉnh thức nhận biết thân tâm và nhìn theo bước chân không nghỉ của sư thầy Minh Tuệ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi hết video này. Nếu thấy thanh thản được chữa lành khi nghe, hãy đăng ký kênh, like và lan tỏa những điều tốt lành này cho gia đình và những người thân nhất của bạn cùng theo dõi. Thank you.